Dạ thái mến chào quý cô chú anh chị mình nha. Thì hiện nay là bắt đầu làm lễ động quan cho cô Phượng ha. Đó bây giờ là bắt đầu những anh đạo tỳ đã vào để mà bắt đầu làm lễ động quan cho cô Phượng 64 tuổi đã bị chú Hoàng 53 tuổi tác động 21 cây ra đi mãi mãi. Thì bây giờ cũng đã sắp đến 2 giờ chiều. Cũng chuẩn bị làm lễ đó quý cô chị. Đó bây giờ là bắt đầu ha. Hiện nay thì bà con tập trung ở đây rất là đông. Những người yêu mến cô Phượng tập trung rất là đông luôn quý cô chú anh chị. Cái này chấn động mà không đông thôi. Dạ. Chấn động cả thế giới. Chấn động nhưng mà những người yêu mến cô cũng rất là nhiều. Những người yêu mến cô cũng rất là nhiều. Dạ. Bên đó we'll be right back.
dựng lương thời ban trợ tán di quan tán an phận mộ à. We'll be right back.
Rồi giấy tay vĩnh biệt chào má, má ơi, má ơi, vĩnh biệt má, má ơi. Rồi rồi có rồi, đủ đủ có rồi, có rồi. Quá đẹp rồi. Để xuống cái rồi rồi đổ hết rồi đó chạy vô coi coi nghe được chưa, có chéo có tật gì không, không nói không có tránh đường cái đứa rồi. Mình em ở trong nhà không có quyền. Mình ở trong nhà thì mình chỉ của mình sao đó mình có quyền mình nói. Đó, đâu? Qua đâu? Chắc tay đi, gặp lại đứa nào chắc tay nó chứ. Bye bye.
giờ sẽ tan gì? Có hai đứa ba đứa giờ là hỏi ai xả tan không đâu kể lại tôi còn bên tay bên cha của nó nữa. Không mà hỏi bây giờ có xả tan hay không? Kể lại vậy. Có là có xả tan hay không ông thầy nói rồi. Có xả tan hay không? Xả luôn. Không thôi. Đóng đóng. Đây là kinh nghiệm của mình. Bây giờ là bắt đầu đổ cát để mà xây cái phần mộ của cô Phượng quý thưa quý vị. Ngoài cũng bớt đau buồn ở ngoài. Nè, dễ cái xe kha ra đi, không có gì đi ra đi vô. Yeah.
bây giờ thì cái bàn thờ của cô Phượng thì cũng đã được bài khí xong của quý anh chị. Nhìn ơi, lấy nước ra này uống nhìn ơi. Đây là cái ngôi nhà của cô Phượng, thì nói chung thì nó cũng không có lớn với chú anh chị, nó rất là nhỏ luôn nè đó. Thì mong là quý cô chú anh chị của mình cũng có thể là chung tay để giúp đỡ cho gia đình ha. Gia đình ngôi nhà thì nó rất là nhỏ quý cô chú anh chị, không có tô gì hết trơn luôn. Hiện nay thì bà con cũng rất là đông đến để mà đưa tiễn cho đến để mà đưa tiễn cho cô ha. Rồi thay mặt gia đình này toàn thể cảm ơn toàn thể các anh em trên kênh YouTube nha. Trước thì đến chia buồn còn gia quyến thì sau đó hỗ trợ gia đình. Là thay mặt gia đình cảm ơn toàn thể các anh em trên YouTube rất là nhiều nha. Rồi. Nói vậy đó không chịu thầy còn nhiêu kêu ai. Dạ. Tới kêu ông thầy tại vì ông thầy không nói ông thầy hơn. Không đi mà không. Giờ người ta giấu hết trơn rồi. Rồi cái thằng quỷ chở đi mất tiêu rồi nè, họ mới xin bộ về đó. Thôi nó lâu cho bằng được đi á, đi nó. Mày á. Đây là cái này được chế ở quân viên này rồi. Đây là cái chế của mình. Đây là nhãn mấy nhỏ rồi sạc thang coi sao mình mẹ mình đó. Giờ để được chết cũng để nó là câu chữa ăn cho nó nó vui chẳng. Đó thì bây giờ được rất vượt rồi. Thì bây giờ thì cũng đã hoàn thành cái nơi an nghỉ cho cô Phượng và quý cô chú anh chị. Thì bây giờ là chỉ đổ cát CO rồi sau đó là sẽ xây lên. Thì nay thì bà con cũng còn tập trung ở đây để mà đưa tiễn cho cô Phượng ha. Thì thôi thì Thái cũng xin được khép lại cái video này. Xem như thì cũng đã hoàn thành cái phần an nghỉ của cô. Thì cô hiện nay cũng đã được về với miền đất Phật của quý cô chú anh chị. Đó thì qua cái câu chuyện này thì cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả cho chúng ta. Khi mà chúng ta có nóng thì hãy dằn lại một chút thôi. Nói chung là mỗi người hãy nhịn một câu nhịn là chín câu lành đó quý cô chú anh chị. Rồi dùng chén cơm với gia đình để rồi dạ được rồi. Nói chung là gia đình mình cứ lo cho cô cho xong đi ha, còn tụi em thì cứ để tự nhiên đi không sao đâu. Dạ mời các anh YouTube nha. Rồi vô các anh em vô ngồi dùng chén cơm với gia đình rồi về. Tại vì cũng mấy bữa này cũng cực khổ rồi. Giờ mời về vô cơm hát. Dạ. Có gì dùng nấy. Dạ cứ để em tự nhiên à. Dạ. Đó thì gia đình thì cũng rất là nhiệt tình luôn quý cô chú anh chị. Thì mong là qua cái câu chuyện này thì chúng ta hãy một câu nhịn là chín câu lành, chúng ta cứ nhịn nhục chút xíu thôi để cho mọi chuyện nó êm ấm quý cô chú anh chị. Giống như là cái lời Phật dạy vậy đó. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Thì đó là một cái câu nói mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thì chúng ta hãy áp dụng vào đó mà để cho cuộc sống này nó dung hòa, để cho mọi người vui vẻ với nhau. Chứ đừng vì một phút nông nổi, nóng giận mà dẫn đến cái câu chuyện cái đó đau lòng. Giống như cái câu chuyện của gia đình cô Phượng, một người thì ra đi, một người thì ở tù. Thì thật sự là hai bên gia đình không có bên nào được vui vẻ hết đâu quý cô chú anh chị. Thì vừa qua thì em cũng đã chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình về cái câu chuyện của cô Phượng. Thì mong rằng những cô chú anh chị nào mà có yêu thương thì hãy liên hệ với gia đình để mà hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình.
bớt đi một phần khó khăn đó quý cô chú anh chị. Dạ thì Thái cũng xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ. Bye bye tất cả mọi người nha.